xưa thích đi một lần đấy, Ừ. kiểu lần đầu tiên mới dẫn đoàn đấy, À. cũng không chưa chưa đi cùng ai bao giờ ấy. Đường này cũng chưa đi bao giờ nhưng mà vẫn nhận đoàn, vẫn dẫn đoàn đi. Thế là có lạc đường không? Không, không lạc tí nào luôn. Mình cũng phải hỏi qua các poster khác rồi, đường có đường dễ ngã dễ không hay như nào ơi, bảo là không có đâu, chỉ có một con đường thôi. Mình là người hay đi nương tảo quả hay đi rừng thì con đường nào là đường chính thì mình biết hết rồi, cứ đi theo cái đường chính là đến nơi thôi, không sợ lạc, thế là cứ đi thôi. Tôi tỉnh dậy sau một đêm vạ vật với đôi chân rã rời và những cơn gió rít từng đợt qua mấy khe lởm chởm của làn gỗ dựng tạm. Tháng 2, giữa những ngày lạnh nhất còn sót lại, chúng tôi gói ghém vài bộ quần áo vừa đủ ấm để lên đường đi tìm một mùa hoa đẹp nhất. Mà sau này chúng tôi mới biết rằng loài hoa đẹp nhất ấy cũng mang trong mình câu chuyện buồn nhất của thế gian. Quyên vàng bông nó to bằng này em, một chùm bông nó to bằng này em, nó nở vào giữa tháng 4, còn loại đỏ dừa kia nở vào tháng 2, từ tháng 2 đến tháng 3. Mà lại thấy mọc cao lắm, cây cao, trên cao. Trang, người dẫn đường của chúng tôi, vừa đi vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những loài cây mọc dại ven đường. Nhiều cây mình biết tiếng dân tộc không, còn tiếng của tao phải biết vậy. Ví dụ như cây này, tiếng dân tộc gọi là tùng câm. Tùng câm. Cây tùng câm. Tha leng vào mùa xuân mang trong nó đủ đầy những sắc thái và cung bậc cảm xúc, khi thì ma mị ướt át như thế này, thử thách chúng tôi bằng những khoảng không đậm đặc sương mờ, thấm vào cây, ngấm vào cả những con dốc dựng ngược, lấy đi của những kẻ ham mê khám phá như chúng tôi kha khá tinh thần và sức lực. Nhưng nếu có đủ dũng khí để vượt qua những thách thức ban đầu ấy, thì chặng đường còn lại sẽ ngập đầy quả ngọt. Ý tôi là những khoảnh khắc có 102 như thế này này. Có lẽ bởi vì chưa bao giờ tôi được nhìn mây bay gần đến thế. Phu Tha Leng không giống những ngọn núi khác mà tôi từng được leo. Phu Tha Leng không có nhiều điểm nhìn rộng và thoáng để bạn có thể ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây đâu. Cả cung đường, chúng tôi chỉ len lỏi trong những tầng tầng lớp lớp của những thảm thực vật phong phú và đa dạng của rừng nguyên sinh. Đôi lúc, tôi và bạn đồng hành có cảm giác như đang lạc trong một phân đoạn nào đó của The Jungle Book hay Avatar vậy. Đến để tìm gặp loài hoa đỗ quyên nở sớm. Loài hoa có cái tên đẹp như mùa xuân ở miền hoang sơ này vậy.
Đỗ Quyên đẹp nhưng mang câu chuyện buồn của sự chia ly. Còn chúng tôi lếch thếch xấu xí và đầy bùn đất ở đây chỉ để tìm một mùa hoa đẹp nhất. Thế nhưng trong cuộc đời này, không phải mọi thứ cứ muốn là có thể gặp được, và không gặp có khi sẽ tốt hơn. Bởi nếu chúng tôi biết Đỗ Quyên mang câu chuyện về sự chia ly, thì có lẽ sẽ vẫn đi tìm, nhưng không phải bằng một niềm háo hức đến thế. Người chờ bao lâu rồi đấy? Đi chậm thì đi nhanh, quay đi rất là chậm mọi người ạ, à, đi rất là chậm mà lại còn quay vlog. Mọi người chờ không biết bao lâu rồi, cứ vừa đi vừa nghỉ càng mệt hơn. Hỏi gì nữa? Nhiệm vụ chính là để đi chơi không phải đi quay vlog, suốt ngày quay vlog. Quay vlog nhớ nói sự thật nhá. Thanh niên bây giờ chúng nó sống ảo lắm. Đi dẫn lúc làm luôn luôn đi sau. Vừa đi vừa quay vlog. Làm sao mà nhanh được.